5 người bị bắt, hàng chục máy đánh bạc bất hợp pháp cùng số lượng lớn tiền mặt đã bị cảnh sát San Jose thu giữ trong đợt truy quét hoạt động bài bạc trá hình diễn ra vào năm 2017. Cuộc điều tra được khởi sự từ những tường trình cướp của hành hung và khiếu nại về tệ nạn khiến cho hoạt động tội phạm gia tăng chung quanh những cơ sở trá hình. Theo nhà chức trách cho hay thì các cơ sở bài bạc đã gây tác động tiêu cực lên cộng đồng người gốc Việt ở trong thành phố. Trạm khám xét được cảnh sát thực thi tại 5 cơ sở trên dãy phố 2100 ở đường Model Avenue, ở dãy 100 ở đường Center Road, dãy 1700 đường Mackie Grove, dãy 90 ở đường North 14 Street và dãy 2600 block ở đường Probably Avenue. Cảnh sát tịch thu 51 máy đánh bạc và 75.000 Mỹ Kim tiền mặt. 5 nghi can bị bắt giữ là chủ và nhân viên của các cơ sở thương mại trên. 2 chất khám xét khác được Bộ Tư pháp thực thi tại 2 cơ sở trên dãy 900 ở đường Story Road và 2.000 ở đường Million Court. Nhà chức trách liên bang đã tịch thu là 13 máy đánh bạc và 280.000 Mỹ Kim tiền mặt. Băng đảng và các nhóm tội phạm có tổ chức ưa chuộng những loại hình kinh doanh như vậy vì chúng sinh lợi lớn. Cảnh sát San Jose cho hay, chẳng hạn một tiệm thẩm mỹ ở trên đường North số 14 Street thực ra bên trong là một sòng bài, còn trước đó lại buôn bán cần sa. Người ta mua cần sa rồi xuống đường bán cho bọn trẻ. Một người dân cho hay, vì vậy khu vực này luôn luôn có tệ nạn. Nhiều hồ sơ khác đang được văn phòng biện lý quận Santa Clara xem xét và dự tính còn nhiều chất khám xét khác sẽ được thực thi tại các cơ sở hiện đang bị điều tra. Cuộc điều tra được phối hợp giữa văn phòng biện lý quận Santa Clara, Bộ Tư pháp, cơ quan kiểm sát bài bạc, ty cảnh sát San Jose và ty cứu hỏa San Jose. Nhà chức trách kêu gọi người dân có thông tin về hoạt động bài bạc bất hợp pháp hoặc là các hoạt động tội phạm liên quan thì hãy trình báo tại 408-277-3422 hoặc là tin nhắn nặc danh tại là 408-947-7867. Một người gốc Việt hút thuốc trong nhà vệ sinh trên chiếc máy bay của hãng Southwest đang bay từ San Francisco đến Los Angeles, làm cho chiếc máy bay này phải đáp khẩn cấp xuống phi trường San Jose. Theo các giới chức của hãng này nói với nhật báo The San Francisco Gate, phi công của chuyến bay 1250 đáp chiếc Boeing 737 xuống phi trường khoảng 4 giờ 10 phút chiều vì có dấu hiệu cho thấy là một hành khách hút thuốc ở trong phòng vệ sinh. Một đại diện của Southwest Airlines nói với San Francisco Gate qua một tuyên bố như vậy. Máy bay đáp xuống an toàn được giới chức công lực lên khám và hành khách bị tố cáo hút thuốc được giao cho cảnh sát, theo tuyên bố của Southwest cho biết tiếp. Chiếc máy bay đáp xuống an toàn và chạy từ từ vào cổng. Bà Rosemary Barnes, phát ngôn viên của phi trường San Jose, xác nhận với SF Gate, lính cứu hỏa phi trường hoàn tất sự việc vào lúc 4 giờ 12 phút. Cho đến 6 giờ chiều, bà Burling nói là chiếc máy bay vẫn còn đậu ở phi trường và chưa tiếp tục bay đi được. Trong khi đó, Southwest cho biết là họ tiếp tục giải quyết là việc đưa 32 hành khách còn lại đến Los Angeles và không ai bị thương tích gì cả. Và các chuyến bay đến và đi khỏi phi trường San Jose không bị ảnh hưởng. Từ trước đến nay, thói quen cũng như là cách sinh hoạt của người Việt tại Mỹ luôn là một chủ đề được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên lại ít người sẵn sàng đề cập trực tiếp đến vấn đề này. Nếu là người Việt và mang dòng máu Việt và đã có nếp sống, ăn sâu, nét văn hóa cũng như là phong tục của người Mỹ ở tại đất Hoa Kỳ này, thì những ai, những người Việt nào mà nhìn thấy cái cảnh này có lẽ cũng rất là buồn và có một cảm xúc khó là tả đã dâng trào. Phải chăng thế hệ người Việt đến Mỹ năm 1975
có dễ dàng hòa nhập hơn, bởi lẽ cuộc sống trước đó của họ đã có một cái nét gì đó đặc thù và khá là lịch sự. Và phải chăng những con người đến sau này, cái nét văn hóa nó khác xa so với những lớp người đến từ trước năm 75 hay là từ năm 75 trở đi, đã làm cho những người đến sau khó mà hòa nhập với một đời sống văn minh hiện đại về nếp sống cũng như là phong cách sống của người Việt tại Mỹ. Phải có một sự nhìn nhận rằng người sống tại Mỹ bắt đầu sống từ năm 75 trở đi về sau này có lẽ còn khác cả về suy nghĩ cũng như là những tư tưởng và lối sống giữa phương Tây và phương Đông. Đối với ông bà anh chị em đến từ năm 75 thì có lẽ là lối sống phương Tây đã ăn sâu vào nếp sống của cộng đồng chúng ta. Tuy nhiên cũng có nhiều điều đáng suy nghĩ. Có lẽ là chuyện này không phải là đa số, nhưng cũng có thể là phần lớn những người đến sau cũng bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ và nét văn hóa phương Đông, cụ thể là trong nước. Và chính những đối tượng này đã mang cái lối sống đó qua bên trời Tây. Và từ từ họ mới có bước chuyển biến thay đổi từ từ, cho nên cũng khá là sốc khi bước đầu. Ông bà, cô bác, anh chị đã sống trên đất Mỹ này mấy mươi năm có lẽ cũng khá là sốc trước những cách ứng xử và lối sống của người Việt mới qua Mỹ. Phải nhìn một cách thực tế là người Mỹ luôn có thói quen vui vẻ và tươi cười, hòa đồng với mọi người. Cùng với đó là một văn hóa luôn nói lời xin chào hay là xin lỗi thường trực trong văn giao tiếp của họ. Vì vậy có thể thời gian đầu chúng ta còn bỡ ngỡ, nhưng sau một thời gian thì người Việt cũng sẽ quen dần. Phải chia sẻ thật, hiện tại ở trong nước, vấn đề văn hóa tiền tiếp có thể là vẫn chưa có nhiều và vẫn chưa phổ biến. Có chăng chỉ một số nhà hàng sang trọng hay là một số nơi sang trọng ở một số thành phố lớn như thành phố Sài Gòn. Chính vì thói quen này, khi mà người Việt ở trong những thế hệ sau này đến Mỹ, họ vẫn chưa thay đổi được thói quen này, cho nên khi mà hòa nhập vào cuộc sống thì người ta thường vướng mắc trong vấn đề này. Và như vậy thì đem tới một cái nhìn khá là không tốt cho những người đã sống ở Mỹ lâu năm khi nhìn thấy cái cảnh tượng này. Xin cũng chia sẻ rằng nếu chúng ta thấy, chúng ta hãy nên nhắc nhở chứ không nên bày tỏ thái độ miệt thị hay là gọi là đồ Việt Nam. Trong thời gian gần đây, đâu đó chúng ta vẫn đọc thấy những thông tin trên Internet. Đồng người Việt sống ở trong nước nhiều khi gặp những cảnh tượng khá là đau lòng. Ví dụ như một chiếc xe chở bia bị tai nạn thì nhiều người đổ xô ra và hôi của. Cũng như là một số thông tin của nước này nước nọ nói là người Việt Nam ăn trộm ăn cắp, thì đó cũng là chỉ là một số thành phần, nhưng cũng khiến cho nhiều người chúng ta suy nghĩ về cái nét văn hóa và lối sống của người Việt. Nhìn thấy cảnh người Mỹ xếp hàng thật là kiên nhẫn, nhẫn nại chờ tới phiên của mình, không có chen lấn, nghĩ lại bản thân cũng khá là thấy xấu hổ. Bởi lẽ nhiều lần chúng ta cũng thấy mình cũng khá là mất kiên nhẫn trong vấn đề xếp hàng. Căn bệnh chung nữa mà người Việt thường mắc phải đó là bệnh sĩ diện. Ở trong nước chúng ta thấy sự phân biệt giàu nghèo khá là rõ rệt và dễ dàng nhận ra khi là một người ăn mặc chỉnh chu, đi xe sang, ăn nhà hàng sang trọng. Còn khi đó chúng ta nhìn vào đời sống của những người bản xứ nơi đất Mỹ này, dù khá là giàu có nhưng họ rất là đơn sơ, mộc mạc và khá là bình dị trong lối sống thể hiện. Điều này cũng tạo cho cộng đồng người Việt chúng ta tại Mỹ này không cảm thấy có sự khác biệt lớn giữa giới nhà giàu và giới người nghèo khi mà chúng ta ra đường. Hay tại những môi trường sinh hoạt như ăn uống hoặc là giải trí, chúng ta cũng không cảm thấy quá khác biệt đối với những người giàu có nếu chúng ta thuộc thành phần giới trung lưu hay là giới bình dân. Nhìn chung thì người phương Đông thì thường hay sử dụng chung bát, chung muỗng, còn người phương Tây thì không vậy. Họ có thói quen vệ sinh tay chân trước khi đến bữa cơm. Điều này tôi nghĩ nhiều người Việt chúng ta cũng nên học hỏi.
Sinh hoạt đời sống gia đình người Việt chúng ta trước đây ở trong nước, chúng ta thường thấy trong gia đình có những gia đình có sống chung với nhau từ 2 đến 3 thế hệ. Cho nên cái quyền tự do và sự riêng tư cũng khá là bị giới hạn, đối lập hẳn với văn hóa phương Tây. Người Mỹ rất coi trọng sự tự do và quyền riêng tư. Còn trong khi đó, văn hóa của người Việt là văn hóa quây quần, khiến cho người Việt khi qua định cư đã gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, chỉ đôi lúc có cả sự hụt hẫng nữa. Ví dụ như những người già, người lớn tuổi, nhiều khi là cưng con cháu mình quá, muốn chăm lo cho chúng mà chạy thẳng vào phòng hỏi han, nó đâu có thích ở đất Mỹ này. Kính thưa quý vị, thực chất đây cũng chỉ là nếp sống do thói quen hình thành. Cho nên tất cả những người Việt chúng ta khi đến Mỹ này, những thói quen này chúng ta có thể hòa nhập và thay đổi cho phù hợp với đời sống của chúng ta tại nơi đất Mỹ, để chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất cả đều có thể thay đổi, chỉ chờ vào thời gian mà thôi, thưa quý vị. Nhưng ở đất Mỹ này, chúng ta thường hay thấy là cái gì chúng ta không biết thì đừng nên làm. Ở Mỹ, quyền tự do của con người là cao nhất, đừng đụng chạm đến ai hết. Và các bạn sống lâu thì các bạn sẽ hiểu thôi, tất cả nên tự thân vận động. Xứ Mỹ là xứ tự do, cần tôn trọng. Mình tôn trọng họ thì họ sẽ tôn trọng mình. Kính thưa quý vị, nét văn hóa của người Việt có rất nhiều nét văn hóa độc đáo và đẹp. Ông 70 vẫn phải học ông 71. Cho nên kênh cũng xin chia sẻ đến quý vị một số suy nghĩ để chúng ta cùng học hỏi và chúng ta cùng chia sẻ, để mỗi ngày cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp hơn ở trong môi trường sống mới, cũng như là chúng ta thích nghi nhanh hơn, để nhờ đó làm cho cuộc sống của chúng ta phong phú hơn. Mục đích của việc chia sẻ này không ý lên án bất cứ ai, mà chỉ là nói lên cái thực trạng để chúng ta cùng suy nghĩ, và nhờ đó chúng ta có một cuộc sống nó khá là khách quan, cũng như là chúng ta, nếu chúng ta trong khả năng của mình, chúng ta có thể giúp đỡ những người khác, giúp đỡ những người mà chúng ta cảm thấy họ đang bị hạn chế về một mặt nào đó, cũng như họ cũng có thể giúp chính bản thân chúng ta những điều mà chúng ta hạn chế. Những năm đầu năm 1975 đến khoảng năm 1985, phần lớn người Việt Nam khi tới Mỹ đều được hội đoàn hay nhà thờ đứng ra bảo lãnh hỗ trợ, cũng như được hưởng quy chế khá cao, nhất là những gia đình có con em nhỏ dưới 18 tuổi. Khi đó họ chẳng cần phải lo lắng, cứ từ từ tìm hiểu, học hỏi để hội nhập, mọi thứ đã có chính phủ lo. Đến từ một đất nước nghèo, nhu cầu vật chất sống còn ở mức tối thiểu, nên ai cũng hài lòng với hiện tại, nhất là ở thời điểm đó, nhìn quanh người Việt ai cũng nghèo như nhau, chẳng ai giàu hơn để mà so sánh. Đời sống ở đâu cũng vậy, phải đi làm mới có thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, nhu cầu vật chất theo cuộc sống ngày càng lên cao. Ngày mới qua chỉ ao ước có nhu cầu sống tối thiểu, nhưng khát vọng con người là thăng tiến, người Việt cũng không ngoại lệ. Nên sau nhiều năm hội nhập, cuộc sống người Việt ở hải ngoại đã không còn cách biệt với người bản xứ, hay có thể là có phần trội hơn. Vì người Việt vốn rất kiên trì, chịu khó, cũng như là bỏ công bỏ của nhiều để đầu tư cho con cái học, nên sau nhiều năm, thành quả của họ có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, phải nói là đáng ngưỡng mộ. Còn thành phần mới qua định cư sau này hầu hết là ra đi theo quy chế di dân, cá nhân bảo lãnh như cha mẹ bảo lãnh cho con, anh em bảo lãnh cho nhau, chồng bảo lãnh vợ. Do vậy, điều kiện vật chất, thời gian hỗ trợ giúp đỡ có phần hạn chế hơn nhiều. Đồng thời, vào thời điểm hiện tại, cuộc sống ở Việt Nam đã cải thiện hơn xưa. Có những bạn đang có cuộc sống tốt, có nhà do cha mẹ để lại, có việc làm ổn định hàng tháng, hay thỉnh thoảng được thân nhân nước ngoài hỗ trợ một vài trăm USD. Có thể là rất giàu hoặc là không giàu, nhưng chí ít cũng có cuộc sống ung dung. Do đó có ước vọng rằng đi ra nước ngoài để có cuộc sống dễ dàng hơn, nhất là một cường quốc như nước Mỹ. Và điển hình là thấy Việt kiều hải ngoại nhiều người thênh thang, áo gấm về làng. Với suy nghĩ như vậy nên không ít người qua tới đây thiếu kiến thức tối thiểu của cuộc sống hải ngoại, khi đối diện với khó khăn không lường trước đã không thích ứng được, dẫn đến suy sụp tinh thần, bất đắc dĩ, than thân trách phận, có khi là oán trách, nản chí cả người đã bảo trợ họ sang, vì sao giàu thế mà không lo cho họ một cuộc sống như họ muốn. Thành ra cả người bảo trợ lẫn người được bảo trợ đã lâm vào cảnh khó khăn, bức rức.
tiến thoái lưỡng nan, sức mẹ tình cảm. Xin được chia sẻ đến quý vị những bước bắt buộc phải có một cuộc sống mới mà chúng ta cần phải vượt qua nếu muốn tái định cư ở một đất nước xa lạ, như mọi thứ từ ngôn ngữ cũng như cách sống hoàn toàn khác biệt. Sau khi đặt chân đến xứ Mỹ, người thân hoặc là người bảo trợ sẽ mất vài ngày đưa chúng ta đi làm giấy tờ, hợp thức hóa cần thiết cho cuộc sống ở Mỹ, như thẻ căn cước, thẻ y tế, xin nhập học cho con trẻ, v.v. Sau đây là những quyền lợi mà chúng ta được hưởng từ chính phủ. Các cháu dưới 18 tuổi sắp vào học trường tiểu học và trung học gần nhà có xe bus đưa rước đi về hai bận. Ăn trưa miễn phí ở trường, có thể được cho vào lớp đặc biệt thời gian đầu để củng cố Anh ngữ. Nhớ đem theo đầy đủ học bạ ở bên Việt Nam và cần dịch sang tiếng Anh. Các cháu trên 18 tuổi có thể ghi danh nhập học ở trường cao đẳng địa phương với tên gọi là Community College. Ở đó chúng ta có thể học tiếng Anh và chọn một nghề nào đó làm kế sinh sống trong tương lai. Tùy theo sở thích và trình độ, chúng ta có thể chuyển tiếp lên trường đại học 4 năm để lấy bằng cử nhân. Nếu chúng ta không có thu nhập hoặc thu nhập thấp thì tất cả miễn phí. Hầu hết ai cũng được chính phủ tài trợ, xin học bổng. Đây là quyền lợi chung cho mọi công dân Hoa Kỳ. Ngoài tiền học phí, sách vở do chính phủ giúp miễn hoàn trả. Nếu đủ điều kiện, bạn có thể nộp đơn vay tiền từ chính phủ giúp hỗ trợ sinh sống để có thể học toàn thời gian. Còn con nít dưới 18 tuổi, người già trên 65 tuổi thì được trợ cấp y tế toàn phần của chính phủ, Medicaid, và có thể xin thêm được food stamp, trợ cấp thực phẩm. Những người trên 18 tuổi hoặc là dưới 65 tuổi thu nhập thấp sẽ được trợ cấp y tế bán phần của chính phủ. Như ở Texas có chương trình Gold Card mà người Việt mình hay gọi là thẻ vàng. Mỗi tiểu bang có những chương trình và tên gọi khác nhau. Những người mới nhập cư hầu hết đủ điều kiện được hưởng vì chưa có thu nhập. Người bảo trợ hoặc cho gia đình bạn là tạm nhà họ một thời gian ngắn cho đỡ tốn kém, hoặc là tìm mướn dùng bạn một căn nhà, mắc rẻ tùy theo khả năng. Và từ đây sẽ bắt đầu hành trình gian khổ tự túc tự cường của chính bạn. Nếu mà bạn có vốn mang theo, có số tiền sống một thời gian không đến nỗi quẫn bách, thì lúc này chúng ta nên tranh thủ học tiếng Anh cho dù không cần nhiều, nhưng ít nhất nghe được, nói được chút ít để kiếm việc làm. Vì chẳng lẽ họ mướn chúng ta vào làm còn phải mướn thêm người thông dịch. Một điều cấp bách khác là phải học lái xe, nhờ người thân kiếm mua một chiếc xe mới, cũ, mắc rẻ tùy theo khả năng của mình. Đây là chuyện bắt buộc, nếu không có tiền chúng ta phải thương lượng với người thân để hỏi mượn, sau này sẽ hoàn trả. Quỹ thời gian ở nước ngoài rất eo hẹp, không ai có thể đưa đón chúng ta mỗi ngày đi và về. Ngôn ngữ và chiếc xe là chìa khóa mở đầu cho cuộc sống. Ngày nào còn chưa có hai thứ này thì chúng ta sẽ còn bế tắc. Trường hợp chúng ta không có tiền mang theo, nghĩa là vô sản, thì không thể chần chờ, chúng ta phải chấp nhận bất cứ việc làm nào, đương nhiên là lương thiện. Dù là những việc làm tay chân nặng nhọc, những việc không cần chất xám, để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình ở thời gian hiện tại. Người bảo trợ họ có thể tự nguyện giúp chúng ta thời gian đầu trong khả năng, nhưng họ không có bổn phận phải nuôi chúng ta và gia đình chúng ta. Hoặc dù là họ có muốn, đôi khi cũng không đủ khả năng vì số phí này không phải là con số nhỏ. Còn việc làm ở xứ người trong trường hợp chúng ta là người mới ở đất nước này sẽ như thế nào? Cũng không khó hiểu. Cứ tưởng tượng một người mới nhập cư đi xin việc làm, không nói, không nghe được chủ muốn nói gì, kinh nghiệm nghề nghiệp không có, đôi khi cũng đã có tuổi, sức khỏe không còn sung mãn, v.v. Tất cả là con số không. Không khác đứa bé còn đang chập chững tập đi, thì chúng ta sẽ làm được những gì ngoài những việc không ai muốn làm mới tới tay mình? Vì sao vậy? Thường là có hai trường hợp. Chúng ta là người năng động, tự tin. Thứ nhất là tôi chấp nhận vì tôi biết với tôi chỉ là tạm thời. Một thời gian nữa khi quen cuộc sống đây, rành đường xá, tiếng Anh giỏi, tôi sẽ tìm một việc làm khá hơn, hợp với khả năng hơn. Với tôi điều quan trọng hơn là môi trường, điều kiện sống tốt cho tương lai, sự phát triển của các con. Tôi tin với khả năng của mình, tôi chấp nhận dấn thân. Còn đối với bạn không chấp nhận được thực tại, thì trong trường hợp này lỡ ôm một ảo mộng thiên đường, từng nghe cuộc sống bên Mỹ vất vả mà không hình dung được tới mức nào. Ở Việt Nam tôi sướng gấp mấy lần, công việc cũ nhàn hạ, có nhân viên, tội gì. Tiếng là qua Mỹ mà tôi phải làm những việc nặng nhọc như làm tiệm phở, làm chợ, giữ con nít, v.v. Nhìn chung thấy người qua trước giàu có, trong khi tôi phải làm việc tay chân như thế này, thật là mất mặt, biết vậy tôi không đi. Hay là thậm chí chúng ta có nằng nặc đòi quay về Việt Nam, thì đó là những trường hợp tôi thấy đang xảy ra rất nhiều.
Mỗi lần quyết định đi hay ở đều không phải chuyện đơn giản. Ngoài chuyện tốn kém tiền bạc, thời giờ, còn có nỗ lực tình cảm của nhiều người thân. Trong khuôn khổ bài chia sẻ này, tôi chỉ có mục đích phần nào giúp cho chúng ta hiểu rõ con đường trước mặt để có một quyết định sáng suốt nhất. Những người Việt tha hương từ nhiều năm trước, họ không có chọn lựa nên dù thế nào cũng cắn răng dấn thân, kiên quyết đạp đổ mọi trở ngại. Nhờ vậy có thể nói là gian khổ họ trải qua, nhất là tinh thần, gấp vạn lần hoàn cảnh hiện tại, nhưng họ đã vượt qua và thành công. Còn hiện tại chúng ta có lợi thế hơn nhiều, chúng ta có người thân bên cạnh hướng dẫn trong cuộc sống mới, có chút tiền mang theo, cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã vững mạnh và tinh thần bớt được nhiều cảm giác bơ vơ lạc lõng. Tuy nhiên, thời nào cũng có những việc bạn phải tự làm, đó là nỗ lực phấn đấu. Việc này không ai có thể làm thay thế chúng ta được. Hy vọng là những thành quả giàu sang của người đi trước sẽ là động lực cho chúng ta dấn thân, chứ đừng lấy cái đó mà so sánh, phân bì, để rồi thay vì dấn thân tiến bước, chúng ta lại trở thành thất trí, than thân trách phận, dùng ánh mắt cay đắng nhìn đời. Thực ra đã chứng kiến không ít người là nạn nhân của nhân sinh quan sai lầm này. Hãy nhớ những người thành công hiện giờ, họ cũng phải trải qua một thời gian dài phấn đấu, không khác gì chúng ta bây giờ, họ có khi còn khổ hơn chúng ta nữa. Còn nếu chúng ta nhận ra được điều này, đã có chút khái niệm, thấy rằng hoàn cảnh mình ở Việt Nam tốt hơn, thì chúng ta nên ở lại nước mình, đừng đi làm chi cho phí thời giờ, tốn tiền và tốn công người bảo trợ. Nước Mỹ chưa bao giờ tự phong đất nước này là thiên đường, chỉ là những cảm nhận của một đại đa số nào đó, ưu ái mến tặng cho nó mà thôi. Thiên đường hay địa ngục là do từng trường hợp cá nhân, đừng thần thánh hóa quá để rồi thất vọng. Theo quan điểm, riêng đất nước Mỹ không là thiên đường một cách huyễn hoặc xa xôi. Đất nước Mỹ cũng có ưu, có khuyết và nhiều mặt tầm thường như mọi nước khác. Có điều là có thể là khẳng định là nơi chốn này cho chúng ta và nhất là giới trẻ rất nhiều cơ hội để tiến thân. Chỉ là chúng ta có chịu nắm lấy hay không mà thôi. Thực ra những cái chia sẻ này chỉ đúng trong một phạm vi nhỏ nào đó, không phải là phản ánh được tất cả, nên không phải trong trường hợp của mình. Cứ xem như là chúng ta đọc qua một câu chuyện để mà cảm nhận. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và cũng xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ và đã dành thời gian quý báu để nhấn đăng ký và thích kênh. Xin trân trọng. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.